Hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là mùng 9 Tết năm Nhâm Dần 2022, nhằm ngày 9 tháng 2 năm 2022. Và hiện tại Đức đang có mặt ở trước chùa Phước Hải, mà mọi người thường gọi là chùa Ngọc Hoàng hay điện Ngọc Hoàng, nằm ở số 73 đường Mai Thị Lựu, quận Nhất, thuộc trung tâm Sài Gòn. Hôm nay là ngày Vía Ngọc Hoàng, mọi người đi chùa rất là đông, và đồng thời ngày mai là ngày mùng 10 thì là ngày Vía Thần Tài. Và nên tranh thủ là hôm nay Vía Ngọc Hoàng mọi người cũng đi chùa này, đồng thời là Vía Thần Tài luôn. Và Nick sẽ vào bên trong review cho cô chú chị mình cùng xem ngôi chùa này nhé. Và ngôi chùa này đặc biệt nổi tiếng với các pho tượng làm bằng giấy bồi. Được xem là ngôi chùa có rất là nhiều tượng làm bằng giấy bồi tinh xảo, độc đáo, độc nhất vô nhị của Sài Gòn và cũng như của Việt Nam của mình. Mời cô chú chị và các bạn cùng vào tham quan với Nick nhé. Và mọi người nhớ cho Nick xin một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và tiếp tục đăng ký kênh ủng hộ cho Nick với nha. Cảm ơn rất là nhiều. Cứ vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm á thì chùa thường tổ chức vào lễ Vía Ngọc Hoàng. Đây là một ngày đại lễ được cho là dịp ban phúc lành rất là lớn, do đó lượng khách đến viếng chùa rất là đông. Hiện tại là khoảng tầm 11 giờ rưỡi trưa nha mọi người. Chùa đang rất là đông rồi, có thể là buổi sáng là đông hơn, nhưng mà Nick đang né buổi sáng thì buổi trưa đến thì lại càng rất là đông. Bây giờ thì đi vào chùa là không được đi thẳng nữa, mà là chùa mới trùng tu sửa chữa lại và tạo cái lối đi một chiều thôi, cho nên cũng rất là thuận tiện và không bị quá tập trung đông ra vào ngược chiều. Cho nên là bây giờ phải rẽ trái đi hướng bên trái vào chùa. Và buổi trưa sau giờ làm việc được nghỉ trưa thì Nick thấy là cũng có rất là nhiều nhân viên văn phòng, họ tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đến viếng chùa, vừa xin cầu phước, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an và cũng có thể là cầu duyên, cầu tự trong ngôi chùa này nữa mọi người. Wow, vừa bước vào trong sân chùa, ngay ở giữa có một cái miếu nhỏ đặt tượng thần hộ pháp, thì đã thấy rất là nhiều người đốt nhang khấn vái, từ người lớn cho tới thanh niên trẻ nhỏ tập trung rất là đông trong công viên của chùa luôn mọi người ơi. Hôm nay là ngày Vía Thần Tài cho nên rất là đông người, ngày đại phước, ngày mà ban phước lành rất là lớn, cho nên là rất là đông người đây. Theo quan sát thì Nick thấy là chùa để nhang sẵn, cho nên mọi người không cần mua nhang mà không phải tốn tiền mua nhang, xách nhang từ nhà tới đâu mọi người. Và điều quan trọng là nhang chỉ đốt được đốt phía ngoài này thôi, và bên trong điện thì là họ sẽ không để cho mọi người mang nhang vào bên trong. Và cũng có nhắc nhở là mọi người chỉ cần một nén nhang thôi, đốt một nén nhang thôi thắp bên ngoài là được rồi. Ngay sau môn quan thần thì có một cái giếng nước vuông để chứa cá. Hôm nay có cá gì để Nick quay xuống hồ cho mọi người cùng xem nha. Đây có mấy con cá trê hay là cá gì rất là bự đây. Có cá trắng nữa nha mọi người. Nước này chắc đã được mới thay nên rất là trong, rất là sạch. Theo lịch sử ghi lại thì chùa Ngọc Hoàng được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 bởi một người Trung Quốc tên là Lưu Minh, tự là Lưu Đạo Nguyên. Ban đầu đây là ngôi điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, đồng thời được ông Lưu Minh dùng làm nơi họp kín để lên kế hoạch lật đổ chế độ Mãn Thanh. Sau này vào năm 1982, chùa được tiếp quản bởi Hòa Thượng Thích Vĩnh Phương và chính thức thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1984 thì điện được đổi tên thành chùa Phước Hải hay Phước Hải Tự. Sau khoảng thời gian dài, chùa Ngọc Hoàng nằm trên đường Mai Thị Lựu hiện nay đã trở thành một điểm du lịch rất là nổi tiếng gần sông Sài Gòn. Người dân thành phố và khách du lịch vẫn luôn biết đến ngôi chùa với sự linh thiêng, cầu con, cầu tự, cầu duyên và cầu bình an. Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Barack Obama đã đến thăm chùa Ngọc Hoàng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông. Ngôi chùa vốn đã nổi tiếng và từ sau chuyến thăm của Tổng thống Obama lại càng nổi tiếng hơn nữa. Mặc
Dù là chùa khuyến khích mỗi người chỉ cầm một nén nhang để thắp lên và khấn vái thôi, tuy nhiên thì theo thói quen mà cũng như là theo tục lệ thì Đức thấy là có rất là nhiều người cầm một bó nhang đốt và khấn vái. Và đương nhiên thì những bó nhang này sẽ không được mang vào bên trong điện thờ mà là chỉ cắm ở lưng hương phía ngoài, và một chút nữa thì sẽ có người mang những bó nhang này đem qua lò để đốt để tránh việc mà khói bay ngợp và cũng như là sự nguy hiểm của nhang khói quá nhiều. Wow, vừa bước vào điện thờ cái thấy ngợp người luôn. Thì không gian của điện thờ rất là nhỏ nha mọi người, nhưng mà hôm nay là ngày vía thần tài, mọi người đi rất là đông. Wow, quá đông luôn này, mọi người nhìn này, quá đông người luôn. Và đặc biệt là hai bên là mọi người có thể mua nến, mua dầu. Tuy nhiên là Nick nghe báo là dầu hết rồi, bởi vì mọi người cúng Phật ở phía trên là cần dầu, hay là điện thờ Ngọc Hoàng phía sau cũng vậy, bây giờ chỉ còn nến thôi, đèn cầy á, thế là mọi người sớm lại mua đèn cầy, thỉnh đèn cầy để đi vào cúng bái Ngọc Hoàng, cúng bái Phật, lại Phật và sau đó là cúng bái Ngọc Hoàng phía sau. Ngay cửa vào á, nếu mà nhìn bên tay phải thì là có môn quan thần, thấy mọi người cũng thắp nến khấn vái khá là nhiều. Môn quan thần là thần giữ cửa nha mọi người. Và bên kia đó, đối ngược lại đó là hổ địa thần. Thần hổ địa thì chắc chắn ai cũng biết rồi, và đương nhiên thì thấy thần nào thì mọi người cũng thắp nến khấn vái. Và ngay khi bước qua cổng tam quan thì chúng ta sẽ thấy có hai bức tượng rất là lớn, rất là uy nghi, có nét rất là chất. Đó là hai tượng làm bằng giấy bồi, được tạo tác rất là tinh xảo, cao hơn rất là nhiều so với người thật. Đó là tượng Phục Long Đại Tướng, hay gọi là Thanh Long Đại Tướng Quân, và tượng bên đây là Phục Hổ Đại Tướng Quân. Đây là gian chính điện,
Gian chính điện của chùa là nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tượng của Ngọc Hoàng là bức tượng to nhất trong chùa với chiều cao 3m, đầu đội mũ bình thiên, khuôn mặt được điểm thêm 4 chòm râu dài. Xung quanh Ngọc Hoàng còn có các tượng của Nam Tào, Bắc Đẩu, Tứ Đại Kim Cương và các thiên binh thiên tướng. Các tượng ở đây chủ yếu làm bằng giấy bồi, rất là tinh xảo và rất là đẹp. Đây có thể nói là ngôi chùa có nhiều tượng làm bằng giấy bồi độc nhất ở Sài Gòn và có thể nói là của cả Việt Nam. Theo thông tin mà Nick tìm hiểu được thì trong chùa có khoảng 300 bức tượng và trong số 300 bức tượng đó có đến gần 100 bức tượng được làm hoàn toàn bằng giấy bồi. Chỉ với là giấy bồi và nan tre, các nghệ nhân đã đắp nên những bức tượng rất sống động, đầy vẻ uy nghiêm nhưng vẫn ẩn chứa sự hiền hòa bình an. Gần 100 năm kể từ lúc những bức tượng này ra đời vẫn còn giữ được nét mới và hầu như chưa thấy dấu ấn thời gian tác động trên những bức tượng có 102 này. Và ở điện thờ Ngọc Hoàng này, đây là gian điện chính cho nên là rất là đông người. Và bên trong đây đốt đèn cầy và đốt dầu. Tuy nhiên là dầu thì hôm nay là đông quá là hết rồi, cho nên là chỉ còn lại là đốt đèn cầy khấn vái cầu. Nếu chúng ta để ý thì bên trái của điện thờ Ngọc Hoàng có một gian điện gọi là Ngọc Hư Cung, nơi mà thờ Bắc Đế, vị thần trấn giữ phương Bắc của cõi trời, đứng đầu việc thay đổi mùa màng và cầu mưa. Còn bên phải đó là cung Thủy Nguyệt Cung, thờ chuẩn đề Quan Âm với chiếc áo vàng nhiều cánh tay. Bây giờ thì di chuyển qua một cái cung khác nha mọi người. Đây là điện thần Hoàng. Điện thần Hoàng chính là thờ Diêm Vương. Cái lối đi thì hơi hẹp nha mọi người. Và tường thì được sơn màu đỏ rất là nổi luôn. Và nhìn từ bên ngoài vô trong thì thấy rất là đông người.
khấn vái trong cái cung thập điện Diêm Vương này. Rất là nhiều người đang ở trong đây. Gian này thì là thập điện Diêm Vương, gồm có thờ các vị vị Sông Án, là Mã Tướng Quân, Thành Hoàng, Lỗ Ban và Thái Tuế. Ở giữa điện Thành Hoàng chính là Diêm Vương nha mọi người, là tượng của Diêm Vương. Còn bên phải là Thành Hoàng Lỗ Ban và bên trái là Thái Tuế. Rồi xong nhanh thổ di chuyển cho bà con ơi. Đập có ngoài ngoài bán đèn. Kế bên gian điện thờ Diêm Vương thì có một góc nhỏ bên trái, đó là nơi thờ thần tài. Đây là vị thần mà những người làm ăn thường là rất mong muốn được đến vay mượn cầu tài cầu lộc tại bàn thờ của vị thần tài này. Và ngày mai là vía thần tài thì mọi người sẽ đến rất là đông. Hôm nay có nhiều người tranh thủ để cầu sớm về thần tài này. Trước kia thì tại tượng thần tài có để một cây quạt. Khi đến cầu khấn thì mọi người có thể rút cây quạt ra, quạt mát cho thần tài, sau đó vuốt tay thần tài để cầu xin tài lộc may mắn. Còn hiện tại thì thần tài đã được đặt trong một tủ kính rất là trang nghiêm rồi. Đừng có đứng ngoài cửa mọi người. Để xong rồi tranh thủ di chuyển cho em mọi người. Anh này một cái gian phòng nhỏ mà đi ngang sẽ thấy những cái mảng gỗ sậm từ tường cột đến từng bức tượng tạo cho một cái không gian mang một cái vẻ rất là tĩnh mặc. Ở đây thì có những cái tượng thờ khắc điêu khắc bằng gỗ, thờ Quan Âm, Kim Đồng, Ngọc Nữ, Địa Tạng Vương, Bồ Tát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn đây là gian điện thờ Kim Hoa Thánh Mẫu cùng với 12 bà mụ. Mỗi bên là có 6 bà với những tư thế khác nhau. Mỗi bà thì lo một việc như là nắn tay, nắn chân, nắn đầu, dạy trẻ tập đi, tập nói vân vân. Nhiều người dân đến đây thì để là cầu mẹ tròn con vuông khi có người thân đang mang thai. Mong muốn là đứa bé được chào đời, gặp may mắn, bình an, hạnh phúc là tâm nguyện của nhiều người khi đến đây cầu nguyện. Nói về cầu tự thì ngôi chùa Ngọc Hoàng được nhiều người dân cho rằng là rất nổi tiếng và rất là linh thiêng. Những cặp vợ chồng đến đây thử thả một cặp rùa ghi tên tuổi của mình. Nghe đâu nếu là cặp rùa mang bầu thì càng ứng nghiệm và điều đó sẽ trở thành hiện thực và đôi vợ chồng có thể là sẽ có con. Chính vì vậy mà nếu cô chú anh chị mình để ý á, ở trong chùa có một cái giếng ở bên trái của chùa thả rất là nhiều rùa ở đó. Và ở ngoài cổng chùa thì có rất là nhiều người bán rùa. Và những người đi cầu ở bên trong này có thể mua rùa thả xuống ở cái giếng rùa ở trong chùa. Và ngoài rùa thì có những người người ta bán những con chim và những con cá nữa. Đó là vì người ta cho rằng khi đến chùa cầu nguyện, khấn nguyện tùy vào việc sinh điều gì mà người ta phóng sinh con vật cho nó phù hợp. Ví dụ như thả cá chép vàng, chép đỏ thì là cầu làm ăn, cầu tài lộc. Còn thả cá trê thì cầu sức khỏe, giải hạn. Thả cá rô bí, ba ba là cầu qua tuổi hạn. Còn phóng sinh chim là cầu siêu cho người đã mất. Và đặc biệt là phóng sinh rùa là để cầu tự, cầu con cái. Khi muốn cầu tự, người trong chùa sẽ cho một sợi dây chỉ đỏ đeo vào tay rồi khấn. Nếu muốn cầu con trai thì khấn xong treo vòng chỉ đỏ vào các bức tượng ở bên phải, và ngược lại muốn sinh con gái thì treo vòng chỉ vào các bức tượng ở bên trái. Sau đó xoa bụng bà mụ 3 cái, rồi xoa vào bụng mình 3 cái. Tiếp đến là xoa vào bụng đứa con nít ở dưới chân bà mụ 3 cái, rồi lại xoa vào bụng mình 3 cái nữa. Xong phần nghi thức đó, người giúp đỡ những người cầu nguyện tự châm đèn và đọc tên tuổi người cầu con. Và nếu mà mọi người quan sát thì số lượng dây chỉ đỏ ở bên nam nhiều hơn hẳn ở bên nữ. Và ở tượng ở bên nam cũng bóng loáng nhiều hơn bên nữ, có nghĩa là mọi người xoa ở bên nam nhiều hơn. Điều này thể hiện là việc cầu quý tử, cầu con trai nói giỏi vẫn chiếm phần đông nha mọi người. Với những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật của điện thờ và đặc biệt là những pho tượng bằng giấy bồi độc đáo, chùa Ngọc Hoàng đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1994. Và hàng năm cứ vào ngày mùng 9 tháng Giêng, chùa tổ chức lễ viếng Ngọc Hoàng. Đây thực sự là một ngày lễ hội cho người đến viếng chùa trong những ngày đầu năm mới. Và như vậy hôm nay là chúng ta thấy mọi người đến viếng chùa Ngọc Hoàng rất là đông. Thứ nhất là vía Ngọc Hoàng và cũng tranh thủ luôn vía thần tài, bởi vì ngày mai là mùng 10, ngày vía thần tài. Như vậy là chúng ta vừa tham quan một vòng chùa Ngọc Hoàng vào ngày mùng 9 Tết, ngày lễ vía Ngọc Hoàng. Và video cũng khá dài, Nick cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích thì cho Nick xin một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và nhớ tiếp tục đăng ký kênh ủng hộ cho Nick, nhấn chuông để được nhận được những tín hiệu những video clip mới nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau. Cảm ơn tất cả mọi người, chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn nha.